Kính thưa quý thính giả, chương trình diễn ngâm sấm giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo của Đức Quỳnh Giáo Chủ do nhóm tín đồ thực hiện. Chúng tôi trân trọng kính gửi đến quý vị lời chào thân ái và cầu xin ơn trên Đức Phật hộ trì cho quý thính giả được hưởng trọn phước duyên trong tình thương đại đồng của Đức Phật. Kính thưa chư quý vị, chúng tôi trân trọng giới thiệu quyển khuyến thiện, tức quyển thứ năm, lời khuyến thiện của ông vô danh cư sĩ. Đây là quyển thứ năm mà Đức Thầy đã viết năm 1941 tại Chợ Quán. Phẩm kinh này đoạn đầu và đoạn cuối Đức Thầy viết theo lối văn lục bát, đoạn giữa văn thất ngôn trường thiên, dài 776 câu. Câu khởi đầu là băng tâm ngẫu hứng thừa nhàn, và câu sau cùng ráng trao đức hạnh ngày sau sẽ tường. Vậy trân trọng kính mời chư quý liệt vị cùng thành tâm theo dõi thánh phẩm này. Nam mô A Di Đà Phật. Băng tâm ngẫu hứng thừa nhàn, theo đòi nghiên bút luận bàn tục thiên. Ta là cư sĩ trăm điền, lo nghề cài cuốc cùng chuyên tu hành. Xa nơi tranh đấu lời danh, giữ lòng thanh tịnh tánh lành trao chia. Gắn công trì niệm sớm khuya, thân tuy còn tục tâm liền cõi mê. Chỉ toàn gieo giống Bồ Đề, kiếm người lương thiện dắt về Tây Phương. Dạy khuyên những kẻ ngộ ngang, biết câu lục từ dình đàn tứ ân. Ở trần sự trọn nghĩa nhân, quyết làm tôi Phật gửi thân liên đài. Cầu cho mối đạo quang khai, cầu cho trăm họ bồng lai được gần, sớm về cõi Phật an thân, kẻo kiếp phong trần dài gió giảng sương. Phật đài phượng phất mùi hương, cúi đầu đánh lễ cậy nương đức màu. Từ bi quay lực nhiệm sâu, độ con thoát chốn ưu sầu trần ai.
Nam mô Thích Ca Như Lai. Ta bà giáo chủ hy sinh ngài chứng minh, dưới đây lược tả sách kinh cho trong nam nữ hữu tình thì coi. Lời lành của Phật truyền rồi, đọc qua suy nghiệm xét soi chánh ta. Tiên kỳ từ bi quá diệu trầm, diệt lòng tham dòng diệt thịnh âm. Trần gian sai đắm theo màu sắc, tình độ giác thuyền trị dục tâm. Phải rõ nghiệp duyên trần cấu tạo, nghe rằng chánh pháp thoát tà dâm. Phù sanh nhược mộng đời lao khổ, tình trí tu thân khỏi lạc lầm. Hào quang chư Phật rồi mười phương, đạo pháp xem qua chớ gọi thường. Chuyên chú nghĩ suy từ nét dấu, cố công gìn giữ tánh thuần lương. Lòng quán ái xót thương nhân chung bụi lô lăng, Phật giáo suy đồi kẻ tu hành ai nơi ngồi, mà sớm kể chiều kinh thông thàng. Mình đã gặp con thuyền bát nhã, có lý nào ích kỷ tu thân. Phật tổ xưa còn ở nơi trần, ngài gắng sức ra công hoằng quang. Nên đại đạo lưu thông khắp cả, bậc tiên hiền đều trong Phật gia. Rèn dân bằng giáo thuyết bình hòa, giống bác ái gieo sâu vô tận. Sao nhầm bụi phong trào tân tân, đua chen theo vật chất văn minh.
nên ít người khảo xét kệ kinh, được dắt chúng hữu tình thoát khôn. Thêm còn bị lắm phen dòng tôi, lời tà sư ngoại đạo gieo vào, cho nhân sanh trong dạ núng nao, chẳng dình chặt gương xưa mạnh mẽ. Dùng thế lực dùng nhiều mánh khóe, cám dỗ người đặng có khiến sai, chúng nằm không hưởng của quanh tài, để khốn khổ mặc ai trối kề. Mắt thấy rõ những điều tồi tệ, tai thường nghe lắm giọng ru người. Thêm thời này thế kỷ 20, cố số dịp thần quyền cho hết. Người nghe già nghe quá mê mất, rằng nên dùng sức mạnh như cạnh tranh, được lợi quyền lại được gian danh. Bài xích kẻ tu hành tác phước, làng sống ấy nhiều người đón trước, dục dân tâm xối nổi tràn trề. Cố tục nhà phi bán khinh chê, cho tôn giáo là mùi thuốc phiền. Ai niệm vào ác là phái nghiện, chẳng còn lo trang giỏ đấu chính, lấy sắc thân dẹp nỗi bất bình, bỏ đức tin của câu nhân hoàng. Dầu ai có bệnh gan sắt đá, cũng đóng mi lòng trước cành ngửa nghiêng. Đạo diệu màu gặp lúc trung chuyên, phần môn đệ phải lo dung quen. Tâm sức nhỏ còn làm nên kén, người không lo có thẹn hai chân. Cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng, chơi tính nữ thiện nam ni Phật giáo. Nên cố gắng trao thân dình đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thính danh công đức Phật từ bi vô lượng. Đồng dẹp bớt âm thanh sắc tương, lo chứng hưng Phật pháp như mới làng. Nói cho đời hiểu Phật Thích Ca, lòng tự giác xả thân tầm đau. Ta chung chẳng hoàn toàn thông thạo, nhưng phân cùng bổn đạo xa gần. Có một điều già trẻ ân cần, là phải biết nguyên nhân Phật giáo. Hồi thế kỷ khoảng trong thứ sáu, trước kỷ nguyên Tây lịch thời xưa, Pháp giáo chưa biệt lập tam thừa,
Thuở Trung Quốc nhà Châu chiêu đê, bên Ấn Độ thành Ca Tỳ La về, có đức vua tình phạn nhân từ, khắp thần dân lạc nghiệp an cư. Trên Chúa thẳng tôi ngay phò ta, Đức Hoàng Hậu Ma Gia phong nhà sắc đẹp giường ngọc thốt quay cười. Một hôm kia vẻ mặt vui tươi, đến trước bề tâu cùng thánh thường. Dặn thần thuyết nhờ ơn chung hương, của hoàng gia cũng được vinh quang. Kể từ nay thiếp muốn an nhàn, dưỡng tâm trí lần xa thế trước. Chẳng phiền kẻ hầu sao đón trước, chỉ trừ người ý hiệp tâm đầu. Xin một điều ở chốn long lâu, tập đức tánh khoan dung đại đồ. Tranh tất cả những điều thô lỗ, chẳng ưa gần kẻ bào ngang tàn. Thiếp cúi đầu ngưỡng vọng thiên nhan, phê cho thiếp những điều xin ấy. Chúa nghe xong vội vàng đứng dậy, bèn chuẩn ý tỏi vừa lòng. Bà tâu thêm ở trước đền rồng, xin thánh thượng bao dung kẻ khôn. Lòng yêu dân ví như con đói, tội giảm tha đói giúp cơm tiền. Cứu dân nghèo trong lúc đạo điên, lấy đức rộng bùa trong ba tâm. Chúa chịu giúp người đói lành, bà lui về cúng điện nghỉ ngơi. Đêm trăng thanh gió mát thành thơi, tiết hòa thuần khắp nơi qua nở. Đức Hoàng Hậu trong lòng hớn hở, giấc chim bao bà thấy lạ lùng. Bạch Thượng Từ ở chốn không trung, bỗng xa xuống mình bà hối hà. Vừa tỉnh giấc mơ tiên mới lại, khắp phòng quê thơm nước như mùi hương. Bà rảo chân bèn bước ra giường, truyền thị về thỉnh vua lai đao. Vua ý lời đến nơi qua thảo, lại gần bà sao rất quái kỳ. Tay chân bèn rung rẩy một khi, muốn quỳ xuống mắt giường tâm tôi. Tiếng thần tiên trên không cả trời rằng, ta mừng vua hữu thiện căn, sắp có con thế giới chẳng bằng.
sao người ấy lập nên đạo càng. Vua nghe xong cúi đầu bái tạ, liền phán cùng hoàng hậu Ma Giang: có việc chi vội vã dời ta? Kha nói lại đầu đuôi tường tất, bài thuật rõ chim bao trong giấc. Xin vua dời ít kẻ ban dùm, các thầy bàn được lĩnh vào cúng. Nghe xong xà tâu rằng điềm quý, ngài thấm thoát đông qua hạ chi. Bà trổ sanh thái tử đẹp tươi, mặt trang nghiêm khi phách hơn người. Vua cùng khắp thần dân mừng rỡ, họ thích ca từ đây cũng ngờ sẽ có người nối nghiệp quan gian. Liền đặt tên là Sĩ Đạt Tha, cả triều chính treo qua yến âm. Có nhà sư cách thành mấy dặm, thường ở ăn trong sạch hiền từ. Lòng thẳng ngay chẳng có gì tư, đời thanh tịnh dình theo đạo lý. Ông lại được thần tiên dẫn chỉ, hiểu thiên cơ thâu mối diệu quyền. Ông là người Bà La Môn tiên, A Tư Đà tiên hiền tên Lào. Thời buổi ấy vua người đạo, bèn vào chầu tâu trước bệ rồng: xin vua cho ông bước vào trong, được ý kiến tử hoàng luôn thề. Ông xem xong bỗng liền xa lì, vẻ mặt buồn chẳng thốt ra lời. Thấy lạ lùng vua bước đến nơi, liền phán hỏi bảo ông phân rò. Trước cung điện ông liền bày tỏ rằng tứ hoàng chừng đức thành nhân, lìa đền đài khổ cực chẳng sờn, tìm đạo lý dắt diệu sanh chung. Ngài sẽ được thế gian ca tùng, chắc phần ngài quả Phật vẹn tròn. Buồn vì tôi ơi tuổi lớn sức mòn, chẳng sống đặng nghe lời Phật thuyết. Cả hồng trần đau thương thống thiết, nhờ ngài mà diệt neo luân hồi. Vô phước nên tuổi bấy phần tôi, chớ chẳng có điều chi lo ngài. Đức hoàng hậu đến ngày thứ bảy, dứt nơi trần nên vội quy tiên. Có bà gì thay thế mẹ hiền,
dùm săn sóc trong nôm thái tử. Khi lớn lên cho người dạy chữ, lúc vào trường chẳng học mà thông. Buổi trưởng thành vua vẫn hằng mong, cho thái tử đừng lìa cung điền. Hồi triều đình các quan lựa tuyển, nàng du gia được chọn kết hôn. Vua nghĩ rằng muốn tâm yên ổn, chọn cung phi mỹ nữ làm tròn. Cất đền đài lộng lẫy đẹp to, ngày ca múa đêm bài lời làng. Lòng thái tử cũng không tiêu ngã, ra khỏi đền du ngoạn một khi. Buổi đầu tiên gặp những chuyện gì, gặp cụ lão tai nương gầy trong. Ngài xem qua lòng bèn cảm động, lần thứ hai thấy kẻ ốm đau. Xét cõi trần trong giả heo xào, chi xiết nổi núng nao cõi tam. Lần thứ ba sẽ lìa khối trạm, được trong nhìn kẻ chết đang khiên. Về đền đài cảm xúc buồn riêng, hằng để trí tầm phương dài thoát. Lần thứ tư vừa đi dạo mát, bỗng gặp người tốt đẹp trang nghiêm. Nào về đâu trời đã điềm, gia tăng sĩ gửi lòng thái tử. Ngài hiểu rõ ấy là phận sự, phải xuất gia tầm đạo mau mau. Liên quay xe trở lại lai trào, xin dương phụ lánh xa mùi thế. Vua ơi buồn tham dùng lời khóc kể, rằng cha già biết cậy nhờ ai. Khuyên con nên ở chốn điện đài, lo nói nghiệp sao tu chẳng muôn. Lòng thái tử quyết theo ý muốn, thừa đêm khuya lén trốn vào rừng. Lìa cha già vợ đẹp con cưng, thân chẳng xa sông pha bờ bùi. Ngài thọ ấy nên 19 tuổi, tâm đại hùng cương quyết tu trì. Trải bao phen lao khổ xiết chi, sao ngài đến rạch ni liên thuyền. Thấy cỏ qua cảnh bắc tham thiền, ngồi khổ hạnh 6 năm bên ấy. Đảo gần đất ma dương theo quấy, dùng thần thông nghị lực dẹp tan. Ấy mới vừa đắc đạo hoàn toàn,
và lần bước vô trướng độ chung. Ngài bèn xét ở trong Phật chúng, các chúng sanh đều có như ta, bị vô minh vọng tưởng giải tàn, nên quay lộn ta bà cõi khổ. Lòng thương chúng thuyết phương tình độ đẳng dắt diệu tất cả chúng sanh. Nếu như ai cố chí làm lành, chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, cái vũ trụ khắp cùng vạn vật, giàu tiên phàm ma quỷ súc sanh, cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dương. Chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng thoát mê đồ, dứt cuộc luân hồi. Xét cõi trần sống khổ dạt trôi, vô lượng thứ ở trong thế giới. Lời Phật thuyết ta xin nhắc lại, ta bà khổ, ta bà lắm khổ. Có bao người xét cho tột chỗ, tình độ vui, tình độ nhàn vui. Cảnh thanh minh sẽ bao nặng mùi, nào ai rõ cái vui tiệt đau. Vì phần ta rất yêu mến đạo, chẳng nể chi trí xiển tài sơn, lấy lời xưa kết lại ít tờ, cho thiện tín rồi nhàn xem xét. Dứt mê tâm, dứt điều hờn ghét, ráng cần chuyên niệm Phật làm lành, thường trao dồi chí hướng cao thanh, cho khỏi thẹn con lành Phật giáo. Đức Thích Ca từ phơi giải bao, ơi khổ ta bà nhiếp lại tám phần. Bởi chúng sanh mang lấy xác thân, khổ thứ nhất sự sanh là gốc, vào bụng mẹ chung quanh bao bọc, có khác nào ở chốn ngục tù. Bụi mẹ đau quý kiệt hình thôi, lúc mẹ đói giường treo lòng bồng. Ta kể sơ những điều bi thông, mẹ no cơm chật chội khó khăn, khi ra đời đau đớn vô ngàn, cất tiếng khóc nếm mùi dương thế. Đoạn lão khổ thứ nhì sinh kề, từ trẻ thơ đến tuổi thành nhân,
hết tráng cường đến lúc mòn thân. Răng lần dùng lưng công gối mồi, nằm đi đứng đỡ nâng chống chọi, thử nghĩ coi lao nhọc cùng chăng. Đoạn thứ ba ma bệnh làm nhân, đeo hành phạt sát thân ô quê. Bởi thời thế chuyển xây biến thể, thêm muốn ăn chẳng được điều hoàng, là nguyên nhân căn bệnh phát ra. Thân trần trọc hôn mê nhức nhối, cơn bệnh hoạn càng không tránh nổi, còn mang thêm tật nọ tật kia. Rồi từ đây đến lúc chia liền, đoạn tư khổ thứ tư phân dài. Trên dương thế hữu hình tắc hoài, có sanh ra khổ hại đau trường. Trải bao phen dài gió dầm mưa, ngài kiệt sức quyền thân tan nát. Gần hấp hối tâm thần sao y xác, trí dần dở kinh sợ dối cùng. Rồi mòn lần đến lúc lắm chung, giả cõi tạm theo đường tội phước. Nhiều phương thuốc ngừa sao ngăn trước, mà cũng không thoát luật tuần hoàn. Dầu ẩn nơi cùng cốc thâm sơn, chẳng chôn lãnh tử thần cho khỏi. Đoạn thứ năm nghĩ suy tìm tòi, cầu chẳng thành những việc thích ham. Người trên đời ai cũng lòng tham, muôn phước thọ phẩm hàm tiền của. Nào vợ đẹp hầu xinh, là lúa không được thì bực tức ưu phiền. Cả tâm thần điêu đứng đau điên, vậy có phải khổ hai làng chăng? Đoạn thứ sáu biệt ly cay đắng, người mình thương bóng lại chia liền. Khi khóc than nước mắt đầm điền, lúc trong nhớ ruột tầm chua xót. Ở thế gian mấy ai thoát lọt, nợ gia đình đeo đắm căn duyên. Cơn nguy nghèo thân thể chúng chuyên, kẻ lưu lạc người chờ trong mai. Cuộc tan hiệp hiệp tan ân ái, đến sông đời để lại sầu ưu. Cái khổ này giàu lắm tri mưu, cũng chung chịu như người tâm tôi. Đoạn thứ bảy khổ quan tấn
hồi hệ thương nhau, tất có ghét nhau. Thường tranh đua tiên thấp lời cao, chẳng nhận nhìn thành ra cừu quan. Muốn tranh xa đừng trong tâm dạng, cứ gặp nhau mắt tựa kim châm, làm cho người đau đớn âm thầm. Khổ như thế diễn ra mãi mãi. Đoạn thứ tám mưu sầu lo ngại, cuộc tan thương dâu bể cành trần. Nghèo thì lo một nỗi nơi nần, lo đau đối liệu cơn nhàn trách. Buồn duyên số phận mình nhớ sạch, dầu gia đình chúng bạn khinh cười. Giàu thì lo chen lấn với người, miễn cho được đầy dương đầy tôn. Của dương thế góp tóm bao thù, sợ gian phi trộm cướp rình mòn. Lo tước quyền cho được thơm tho, sợ kẻ khó thiếu tiền chẳng trang. Ôi cả sang hèn chẳng ai thông thà, sao nhân sanh cứ mãi đắm say. Chẳng tu thân đặng giữa Phật đài, cho thông thả hưởng mùi sen bao. Thần thức nhập thai sen tinh hảo, nên khỏi màng lo nỗi khổ sanh. Thân thì thân công đức hiền lành, bất di dịch khỏi gì khổ lao. Thế thanh tịnh thường không quyền náo, hết lo toàn nắng lạnh gió mưa. Khổ bệnh kia bởi đó mà chưa, ta thoát cuộc lao đao vì nó. Đường sanh mạng Phật ta đồng thoại, tánh an nhiên bất diệt trường tồn. Tử thần kia đau giam bắt hồn, thoát luân chuyển khỏi đeo khổ từ. Cuộc ý thật muốn chi đủ thứ, không nhọc nhằn lo việc sanh nhai. Trí nhàn nhìn cảnh Phật đài, khỏi quả khổ mưu cầu bất đắc. Cả hai chúng thái đều vững chắc, toàn dân lành đâu có đắn đo. Dứt ai ân quyên thuộc chuyện trò, thoát sống khổ thương yêu ly biệt. Chữ hòa thuận kể sao cho thiết, tâm đồng nhau thường thiện vui vậy. Cảnh như như chẳng có đổi thay, không màng biết phân chia nhân ngàn.
sẵn vị ngôi rành phân thương hại khỏi khổ cầu quán ghét gặp nhau thân tâm thường trụ hết giác vào chất thô trượt tiêu tan mất càng cõi tình độ lắm điều thanh nhã khổ buồn rầu lo sợ chẳng còn chốn ta bà tim lung dầu mòn thân tứ đại của người cùng thế mau thức tỉnh tu thân kẻo trẻ đến tội rồi mới hối muôn màng ao sen bào tây phương đua nở chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm ráng tu cho quỷ khiếp thần khâm được tâm phát bồ đề vững chắc giữ đừng cho ma dương dần dắt thường nhớ câu đại lực đại hùng thân thất tình dư diện đạo trung trừ lục dục chớ cho ô nhiệm thập tam mang diệt bằng trí kiếm dứt xong rồi vô sự thảnh thôi biển hồng trần lao ly diệu vơi xô đẩy mãi trong dòng ngủ trượt thân hồi tanh mùi rồi đón rước thêm nhọt âu ghẻ lạc phong cùi đâu lúc nào toàn vẹn vui là kiếp trước ta xin kể trước dòm việc quấy ngắm điều bão ngược mắt trong vào những chỗ đê hiền nào được xem cảnh báo đài sen nghĩa kiến trượt dài ra như vậy trí dần dơ tường đó nhớ đây thiết mưu kế toàn bề thắng thôi ghi thù quán chướng điều đáp đối nên ma phiền não trượt đắm sai chuyện luân trong nhân vật các loài căn mờ ám làm điều dài dột chúng sanh trượt ta đại kế ơi nốt còn thứ năm làm hãng trượt chúng số giàu sang qua phước bần cùng giàu qua nguyệt thung dung cầu thang ơi đẹp mắt mến điều mới là sang quay quyền hối lộ gần xa nghèo ai vua bờ đời
nịnh tà, khó trộm cướp cũng là nhớ sâu. Nguyện cùng Phật dứt duyên trần câu, phải trừ thêm thập ác quyển thân. Khuyên nữ nam suy nghiệm mẫn cần, ác nơi khẩu nhất là lương thiệt. Với người này dùng lời tha thiết, đến kẻ kia đâm thọc cho gây. Khá chừa đi hương đàn bớt rầy, dùng sự thiệt giải bài tâm chi. Người chọn nhau tại mình giai gì mà cũng không hướng được lợi danh. Sao rõ ra chúng lại ghét ganh, chiêu cảm quả bất lành thêm nữa. Ác thứ nhì ngôn chất chứa, đợi cho người lầm lỗi xéo về. Của tiền nhiều tư phú rằng hai, chủ ý thế nhiếc xài kẻ dưới. Lắc léo chi cõi ba tất, lưỡi quan ý khốn mạc sát dân ngu. Nghèo y lanh lao sược lui buồn, ôi thay thế lòng đau tờ cắt. Khuyên bá tánh giữ gìn cho ai chặt, đừng để cho quỷ dắt đường công. Dùng từ ngôn nói tầng đáy lòng, dầu trên dưới cùng không mấy khác. Chúng vô phước đời này dốt nát, người khôn ngoan chỉ dần mới làng. Lời trang nghiêm im mãi thốt ra, đừng bao biếm mới là nhân thiền. Tới ác khẩu thứ ba, bài biện tiếng tục tăng thôi lộ hung hăng. Nào chửi cha mắng mẹ lăng xăng, chẳng kể đến luân thường thảo hiu. Hâm đánh giết những người hèn yêu, hiếp xóm chòm cô bác chẳng kiên. Trong gia đình chửi rủa liên miên, hết dương thế kiêu sáng thần thanh. Chẳng kiên nể Phật trời thương, cảnh còi long cung mời thành tối ngày. Đời ám mưu tội trạng tham thai, khuyên ba tánh ba gia ráng bò. Gương tổ phụ còn
còn rối lại đó sao không theo nề nếp gia phong. Chư thánh thần đâu coi mất lòng mà kêu réo đông tây nam bắc. Mấy câu trên toàn là rồng rặc, những đàn bà khẽ khắc cháu con. Kể từ nay phải giữ cho tròn, không chừa dứt ác mang tai ách. Lửa lời tiếng dịu dàng trong sạch, khi thốt ra đoan chánh hiền từ. Tích thiện thì thường có phước dư, bằng tích ác quả ương đeo đâm. Ác dòng ngữ thứ tư cũng mơ cấm, nói thêm thừa quyến hoặc đủ điều. Ghét người thời kiếm chuyện dệt theo, thương diện lẻ thấp cao bào chưa. Đời bất công mấy ai xem, sườn trên điều hòa dưới chẳng phục tòng. Khuyên nhân sanh lấy lẻ chí công, mà ăn ở nỗi năng chân chất. Phật từ bi độ trong nhân vật, là luật kinh dài rất tinh tường. Nếu chẳng nghe hồn dương tai ương, chừng ấy mới kêu mời khó rước. Người dương thế chẳng ưa bốc xước, Phật thần nào gần kẻ xảo ngôn. Đã tu hành đừng có bôn chôn, tưởng hai giỏi khoe khoang tài cán. Người hiểu rành mới càng thêm chán, chi bằng ta bỏ lối trớ trêu. Nói với ai cũng phải lừa điều, đừng trao chát cho người khinh về. Ác tài dâm thứ năm càng tệ, chúa hồn mê chiếm đoạt thế thần. Làm đạo quyền tất cả quốc dân, tôi bất chánh hoàng cung dâm loạn. Tội lỗi ấy diễn nhiều thảm trạng, từ xưa nay trời đất đau dung. Giàu của nhiều dâm hiếp mi bằng cùng, quan ỷ thế dâm mô dân khó. Trai liều lĩnh điều này nên bỏ, đừng phá trinh hại tiếc nữ
nhân. Gái lặng lơ tiếng quyện lời đàn, qua có chủ đèo bồng tình mới. Cất tiếng gọi nữ nam ơi hỡi ơi, bỏ những điều điềm nhục tông môn, đứng nam nhi học lấy điều khôn, lòng trung hiếu gìn theo đạo lý. Hàng phụ nữ gương xưa nói chí, những mẹ hiền dâu thảo rối truyền, niệm Phật mà gây lấy thiện duyên, cho đẹp mặt tổ tiên nòi giống. Thời Phật đạo tịnh cơn ác mộng, thoát mê đồ thường phóng quang minh. Giang hiểu rành tiếng kể lời kinh, ác thứ sao ấy là đạo tặc. Lấy của người sắm ăn sắm mi mặt, chẳng kể công nước nghi mắt nghi mồ hôi. Pha lương dân già lúng bồi hồi, ngày làm lụng đêm lo gìn dư. Trốn pháp luật tập tành đủ thứ, nào đào tường khuyết vách khuân đồn. Tôi chấp chồng đâu biết ở mô, trốn người khỏi trốn trời sao khỏi. Nay đuốc quệ từ bi đã rồi, vào thâm tâm những kẻ gian phi, hãy tu thân chừa thói vô nghi. Của quy nghĩa làm chi xong chuyện, luật nhân quả thật lại cao diễn ơi, suốt cổ kim chẳng lọt một ai ơi. Vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bền chí có ngày thông tha. Ác thử bãi sát nhân gây dài, tánh hùng hằng đâm chém chặt bầm, chất chứa điều hung dữ trong tâm, chờ đắc thế ra tay hạ sát. Việc đến đây đồng lòng giao rạc ơi, gầm nhiều người bội bạc thâm ân, nào kể chi là đạo quân thần. Tôi giết chúa con đành xác phụ, lúc nguy cơ tới mong hại chủ trò giết thầy, tội ấy đáng không. Thêm chồng giết vợ, vợ giết chồng, niềm huynh đệ cùng nhau sâu xé.
còn giết mẹ dành của tiền cốt nhục giết nhau. Tranh lời danh giết lần đồng bào tình nhân loại phân chia yểm bách. Diệt sanh vật đầy lòng kiêu cách tưởng rằng mình như thế là ngoan. Khuyên ba gia ba tánh diệt đàn chớ sát hại mạng người như thế. Bớt giết vật đặng mài cúng tế gầm thánh thần đâu có tư riêng. Rồi ôm đau bởi tay căng tiền hoặc hiện kiếp làm điều bao ác. Phải ăn năn phước điền tạo tác nghi lo thuốc thang khẩn giai Phật trời. Nguyện sửa lòng mắt Phật giúp đời xuân phước rộng từ bi hỷ xa. Đấng thần minh công bình trực giải đầu ăn lo đối quả làm mai. Mở tâm linh nghĩ đến đoạn này điều qua phước ấy cơ báo ưng. Chẳng biết thân còn toan chứa đừng hoài bất lành chưa trả dài thêm. Cầu cho đời sống lành do em đặng ba tánh an nhàn tu niệm. Ác thứ tám lại lòng tham hiểm ơi, muốn bao gồm của thế một mình. Tham nhà cao cửa rộng thân dinh, tham giường ruộng cò bay thằng kiên. Thấy của người thèm khô nước miếng, tính làm sao lường gạt lấy đi. Sẵn túi tham bất cứ chuyện gì, giàu sâu tốt cũng là dồn chưa. Nhớ lời Phật khi xưa dạy sửa của thế trần như mật dính dao. Trẻ tham ăn kê miệng liếm vào chừng đứt lưỡi mới là hối hận. Tham của tạm làm điều tàn nhân ơi, nhắm mắt rồi đâu có mang theo. Tham tiền tài thường dưới nàng yêu, tham sắc đẹp nhà tan cửa nát. Lúc tận số nằm chơi một xác gầm kim tiền bội bạc bất tài, không làm cho ta được sống dai, lại chẳng bước tiện đưa một bước. Thà nghèo thanh hơn
giàu mà trước lo dung trầm, cõi phúc về sao ơi. Muốn trừ tham phải liệu cách nào, phải bố thí diệt lòng ích kỳ. Tâm chánh niệm thường thường suy nghĩ ơi, vật ở trần như bọt nước nghi làng mây ơi. Thân ta còn dài đó mai đây, của ấy cùng khi tan khi hiệp. Ác thứ chính hận sân luận tiếp lửa trong tâm, chẳng đốt mà lừng nổi lôi đình. Đâu có định chừng cho ta biết mà con dự trước. Tâm sân nổ thường làm bão ngược, nên loài người ở cõi thế gian giận hờn nhau thù oán dậy tràn, mới có cuộc tranh tài đấu lực. Hơn tự đặt khoe khoang dòng sức, phải bị người hiềm khích ghét ganh. Thua hổ ngươi làm chuyện bất lành, gây nghiệp dữ quan quan tương bao. Trong cơn giận kể gì nhân đạo, tỷ như con cọp dữ trên rừng. Gặp thịt toan câu xé tưng bừng, phân từ mạnh mới là thỏa dài. Việc được nó tâm trần thông tha, ta thường nên tập tánh khoan dung. Thiệt hành đi đừng có ngại ngùng, tha thứ kẻ lỗi lầm ngu xuân. Và nhẫn nhịn đừng ham tranh luận, khỏi mất lòng tất cả mọi người. Tánh thuần lương vẻ mặt vui tươi, vậy mới đáng tín đồ Phật giáo. Nay ta đã quy cầu đạo, gậy gỗ là trái thuyết từ bi. Ác thứ mười đoạn chót mê si, nguyên tâm tối từ hồi vô thì. Màn vô minh che mờ căn trí, nên thường khi nhận quỷ làm chân. Lo quyển thân vật chất kém hơn, chẳng tìm biết tinh thần đạo đức. Vật lưỡi nghi đeo điều phiền phức, bệnh rịnh đời cực khổ tan thương. Khi nói làm ít chiều suy lường, mãi phạm tội nên rằng nghiệp ác. Việc mê si phải nương thuyền giác, muôn việc làm
chính trực khôn ngoan. Đừng ba đâu tin bướng nghe ai càng, làm ngu muội đọa thân uổng kiếp. Ác trừ xong hiện ra thiên nghiệp, lóng nguồn chân Phật tiếp dần cho. Trồng cây lành dị hòa thơm tho, tuy không thấy mà sao chẳng mất. Dầu ai có cười ta khờ khật, cũng đừng phiền sao lãng chân tâm. Mong tiếng kêu thấu đến tầm lâm, cùng thiền tính ba gia hưởng ưng. Muốn Phật giáo từ đây bền vững, nhi đừng riêng lo lợi dương một vì mình. Nếu xuất gia thì phải hy sinh, cả vật chất tinh thần lo đào. Chớ giả dối mài mang sắc áo y, mượn bồ đề chuối hột lòe người, làm cho dân khinh dễ ngạo cười. Tội lỗi ấy luật nào dung thư. Tu còn ham chay to đám bự, đặng thế gian dưng cúng bạc tiền. Dối rằng lo tu bổ chùa chiền, mà làm của xài riêng cho thôi. Bảo làm sao dân không sai ngã, nghe lời rù tông nọ phái kiên. Cả tăng đồ trong nước chia lìa, riêng pháp bảo riêng chùa riêng Phật. Trong bá tánh sầu thành chất ngất, mãi nghi nan chẳng biết đàn nào. Lòng mến yêu chẳng nể công lao, mượn bút mực đôi lời trần thuyết. Tùy thiện tinh hiểu ta giả thiệt, làm ai không chẳng dám mép này. Nguyện mười phương chư Phật đáo lai, đồng tiếp dần chúng sanh giải thoát. Đêm thanh hiên nguyệt vừa kề, nhìn xem thế sự nào nề, tâm can từ ta nương chúng Phật đàn, dứt tâm như trần câu chẳng màng vinh quê. Trần như hoàng thiện tính còn mê, thêm lời dục thúc gọi về đàn tu. Dốc lòng dạch ngút mây mồ, đặng diều
ba tánh đường tu chen vào. Lời Thầy càng tỏ âm hao, để truyền hậu thế vàng thao lọc lường. Tu cầu thuận gió qua mưa, an hòa nhân vật phước thừa trời ban. Tu cầu thoát chốn gian nan, cầu trong chư quốc chư bang giao hòa. Tu cầu yên nước lời nhà, cứu quyền thất tổ Diêm La thoát hình. Tu cầu Phật quá tánh tình, lưới mê chẳng buộc nhẹ mình tiêu dao. Tu cầu cửa Phật đặng vào, gót sen thông thả xiết bao thanh nhàn. Tu cầu bệnh tật tiêu tan, từ bi hỷ xả Phật ban phép lành. Tu cầu thoát khỏi tử sanh, nương theo Phật quốc lời lành hằng nghe. Khỏi trần đừng đắm ngựa xe, đeo tuồng mỏng quyển lập lòe sắc hương. Tu cầu trăm họ hiền lương, đồng thinh niệm Phật tai ương chẳng còn. Tu cầu giai đạo vuông tròn, chồng hòa vợ thuần cháu con thảo hiền. Tu cầu thoát khỏi xích xiềng, vừa kề chân Phật sai miền trần lao. Tu cầu chống hết binh đao, gặp đời bình trị xiết bao vui dày. Mắt nhìn chư Phật đông dày, thành vàng điển ngọc cho Thầy đăng tiên. Ai mà muốn đặng phước duyên, nghe lời khuyến thiện lòng liền phát tâm. Tu cho rõ mối quyền thâm, quy đầu Phật pháp khỏi lâm tai nạn. Phước đức quý hơn bạc vàng, những người bạc ác giàu sang ít gì. Chi bằng ăn ở nhu mì, nghe lời Phật thánh kính vì người trời.
lo trọn đạo thác lên tiên đài. Nam mô miền niệm hằng ngày, lanh lời vua mì học mi dài kệ kinh. Trao tâm luyện tâm cho mình, chuyện lo niệm Phật xưa mình cho trơn. Lòng tai nghe rõ tiếng đàn, không dây không phím mi quán hờn cùng không. Đàn tay rồi lại đơn đông, trách chồng ba tánh gặp xong quên nguồn. Phàm trần như chỉ rối cuồng, mà còn say đắm theo tuồng lặng lơ. Lời lành mắt lấp tai ngơ, đùa theo vật chất hừng hờ đạn tiên. Hố sâu tình dục lại ghiền, ghiền cho đến lúc chúng khiên quan tài. Nhắm mắt cùng nắm hai tay, đâu đem tiền của đêm dài hầu non. Chỉ có ơi tội phước nghi hời còn, đến nơi thẩm phán cửa son diêm đài. Phước nhiều tiên cảnh lên dài, tội nhiều xa đỏ nhiều ngày thảm thế. Chừng ấy mới biết chỉnh ghê, ăn năn chẳng kịp khó bề tính toan. Ngày nay sớm đến Phật đàn, tu cầu chư Phật cứu an linh hồn. Tội tiêu phước hưởng ơi trường tồn, không còn mắt nẻo dài khôn luân hồi. Thấy đời khó nói ơi ngồi, thêm lời thầy nhắc khi một hồi thấp cao. Nữ nam muốn rõ âm hao, ráng trao đức hành ngày sau sẽ tường ngôn từ đạo hành. Ý thầy khuyên hành đức ân cần, giảng tập chuyên thất tổ cửu quyền nơi
sáu đường duyên. Vô thường thầm thâm dị ý truyền, danh ngôn chép đề rạch đàn tiên. Cư gia tình đồ tâm duyên màng, sĩ xuất dân từ dốc dài khuyên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý thính giả cùng chư đồng đạo, khuyến thiện quyển năm của Đức Thầy đến đây đã dứt. Một giấc mơ màng, một giấc say, tình hồn mới biết cuộc trần trần ai dài đãi xa phiền lụy, ràng bước qua chuông kẹo nữa hoài. Nào thế âu to tròn nở thế, đường tu sớm liệu vẹn đường tu. Nam mô A Di Đà Phật.